Trúc Linh kính chào khán giả Người Việt TV đến với phần điểm tin trong ngày hôm nay là thứ tư 11 tháng 3 năm 2020. Bản tin hôm nay của chúng tôi gồm có các tin đáng chú ý như sau. Mỹ đã có hơn 1.000 ca dương tính virus COVID-19. Disney tăng cường khử trùng tại các công viên ở khắp thế giới. Thủ tướng Angela Merkel nói là có thể tới 2 phần 3 dân Đức sẽ nhiễm COVID-19. Quốc hội Nga thông qua luật cho ông Putin cầm quyền tới năm 2036. Hà Nội hỗ trợ người bị cách ly 100.000 đồng mỗi ngày. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo tin của CNN thì tính đến trưa nay, giờ California, nước Mỹ đã có 1.004 ca dương tính với virus COVID-19, với ít nhất là 32 người tử vong. Washington hiện là tiểu bang bị nặng nhất với 273 ca nhiễm và 24 ca tử vong, California và New York là hai tiểu bang duy nhất ngoài Washington có hơn 100 ca nhiễm. Massachusetts hiện có 92 ca. Thống đốc tiểu bang Massachusetts là ông Charlie Baker ngày hôm qua 10 tháng 3 cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế cho tiểu bang. Trong khi đó, tại Nam Hàn thì số ca nhiễm virus này đã tăng trở lại sau 5 ngày giảm liên tiếp. Trong ngày 11 tháng 3 thì đã tăng thêm 242 ca, gần gấp đôi con số 131 ca của ngày trước đó, đưa tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên đến 7.755 ca, trong đó có 60 người chết. Còn tại Ý thì trong ngày 10 tháng 3 nước này đã có đến 168 người tử vong, đây là con số lớn nhất kể từ khi nước Ý ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên, nâng tổng số người tử vong từ đầu mùa dịch đến giờ là 631. Còn số người dương tính virus Covid-19 tính cho đến sáng nay là hơn 10.150 ca, trong đó có 877 người cần chăm sóc đặc biệt. Iran cũng đã ghi nhận thêm 63 ca tử vong và phát hiện thêm gần 960 trường hợp nhiễm mới. Tính đến nay, Iran đã có tổng cộng 354 người chết, còn số người nhiễm là hơn 9.000 người. Và hôm nay, ngày 11 tháng 3, cuối cùng thì tổ chức Y tế Thế giới cũng thừa nhận COVID-19 là một đại dịch. Ông Tedros, tổng giám đốc của tổ chức này cho biết là số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần trong 2 tuần qua. Số người nhiễm bệnh trên toàn cầu hiện nay là hơn 120.500 người và đã có hơn 4.300 người tử vong. Thưa quý vị, Disney tăng cường khử trùng tại các công viên ở khắp thế giới. Disney đang tăng cường các biện pháp khử trùng tại các công viên ở khắp thế giới vì dịch COVID-19 và đóng cửa một số công viên ở Á Châu. Theo đài ABC7, thì Disney cho biết là công viên Disney World ở Orlando, tiểu bang Florida và Disneyland ở thành phố Anaheim, California vẫn mở cửa bình thường, nhưng họ đang có các biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp đó gồm là cung cấp nhiều thuốc, thuốc khử trùng tay cho du khách, và lau dọn nhiều hơn, khử trùng nhiều hơn tại các khu vực đông khách. Du khách đến và các diễn viên liên tục sẽ được nhắc nhở giữ vệ sinh và những cách phòng bệnh. Disneyland ở Paris cũng đang tăng cường khử trùng, nhất là tại các khu vực đông người. Các công viên Disney ở Á Châu phải đóng cửa trong những tuần qua và ngày 9 tháng 3 vừa qua thì hai công viên ở Hồng Kông và Thượng Hải đã mở cửa trở lại nhưng chưa hoạt động toàn phần. Còn Disneyland ở Tokyo thì đóng cửa từ cuối tháng 2 và sẽ mở cửa lại vào ngày 15 tháng 3 tới. Thưa quý vị, Thủ tướng Angela Merkel nói là có thể tới 2 phần 3 người dân Đức sẽ nhiễm Covid-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 11 tháng 3 vừa qua đưa ra nhận định là có thể tới 2 phần 3 dân số nước Đức sẽ bị nhiễm Covid-19. Theo báo New York Times, thì trong cuộc họp báo đầu tiên nói về dịch bệnh này, vốn đã làm hơn 1.200 người Đức bị nhiễm. Bà Merkel nói rằng chưa có thuốc đặc trị cũng như là chưa có thuốc chủng ngừa, nên chúng ta phải hiểu rằng nhiều người sẽ bị lây nhiễm và các chuyên gia cũng đồng ý với nhau rằng từ 60% cho đến 70% dân số có thể bị lây nhiễm. Theo bà thì chúng ta đang ở vào giai đoạn đầu của một tiến trình mà chưa biết sẽ kết thúc ra sao. Bà cho biết là chính phủ Đức sẽ làm tất cả những gì cần làm ở vị thế quốc gia cùng với các nước khác ở châu Âu để đối phó với dịch bệnh, bao gồm cả việc uyển chuyển trong ngân sách chi tiêu, đặc biệt là để giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp nhiều thiệt hại. Thủ tướng Merkel cũng kêu gọi người dân Đức hãy chấp nhận rằng để giúp cho hệ thống y tế trong nước có thể đối phó với con số đông đảo người bị bệnh, họ phải ở trong nhà, tránh ra đường nếu như không cần thiết và có các biện pháp vệ sinh phòng ngừa. Các buổi lễ hội lớn ở Đức gồm cả các buổi trình diễn văn hóa ở Berlin và những nơi khác cũng như là các trận tranh tài thể thao đều đã bị hủy bỏ hoặc diễn ra mà không có khán giả ở trên sân. Thưa quý vị, Quốc hội Nga thông qua luật cho ông Putin cầm quyền tới năm 2036. Quốc hội Nga hôm 11 tháng 3 thông qua một thay đổi quan trọng trong hiến pháp của quốc gia này để cho tổng thống Vladimir Putin có thể cầm quyền thêm 12 năm nữa sau khi nhiệm kỳ của ông này chấm dứt vào năm 2024. Hạ viện Nga thông qua việc thay đổi luật này với 383 phiếu thuận, không có phiếu chống, nhưng có 43 người không bỏ phiếu. Còn giới đối lập ở Nga đã lên tiếng đã kích hành động này là trời gian xảo trắng trợn và kêu gọi biểu tình phản đối. Tối hôm thứ Ba thì đã có khoảng 200 người đến biểu tình gần điện Kremlin để phản đối việc thay đổi hiến pháp. Họ đi biểu tình với tư cách cá nhân để không phải xin cảnh sát Nga cấp giấy phép trước. Có hai nhóm đối lập kêu gọi có cuộc xuống đường lớn hơn ở Moscow vào ngày 21 hoặc là 22 tháng này và nộp đơn xin giấy phép Tòa thị chính Moscow đã bác bỏ đơn này lấy lý do là không cho quá 5.000 người tụ tập theo luật cấm có hiệu lực cho đến ngày 10 tháng 4 vì đang dịch Covid-19. Từ đó thì phía đối lập đã sửa lại đơn xin biểu tình, giảm số người dự kiến là 50.000 người xuống còn 4.500 người. Tại các thành phố khác ở Nga thì hiện cũng đang có các cuộc chuẩn bị biểu tình để phản đối sự thay đổi hiến pháp này. Thưa quý vị, cuối cùng là tin về Việt Nam. Hà Nội hỗ trợ người bị cách ly 100.000 đồng mỗi ngày. Chiều ngày 11 tháng 3 thì tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung cho biết rằng tất cả những người phải cách ly, không phân biệt quốc tịch, hình thức tập trung tại bệnh viện hay ở những nơi khác đều được thành phố Hà Nội hỗ trợ là 100.000 đồng một người mỗi ngày. Đến nay thì Hà Nội có trên 7.500 người được giám sát theo dõi sức khỏe tại cộng đồng do họ từng đi qua vùng dịch hoặc là tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc là nghi ngờ mắc bệnh. Trong đó thì có hơn 5.000 người đã hết thời gian cách ly, hơn 2.300 người tiếp tục được giám sát sức khỏe. Dự báo diễn biến dịch COVID-19 thì ông Nguyễn Đức Chung cho rằng Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm từ nhiều hướng, trong đó qua sân bay quốc tế nội bài là rất lớn, Hiện mỗi ngày thì có từ 5.000 cho đến 6.000 du khách đến Hà Nội qua sân bay này. Đến hôm nay, ngày 11 tháng 3, thì Việt Nam ghi nhận là 38 người nhiễm COVID-19. Trong đó thì có 16 người đã khỏi, 22 người mới phát hiện trong 6 ngày qua. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong bản tin kế tiếp.